Top 10 con dao quân sự nguy hiểm nhất. Mặc dù các loại vũ khí tầm xa như súng đang rất phát triển với khả năng sát thương cao, có thể tiêu diệt kẻ địch ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, một con dao găm chiến đấu vẫn là loại vũ khí cá nhân cận chiến hết sức nguy hiểm nếu rơi vào tay những người lính có kỹ năng và dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh mục đích sử dụng để chiến đấu, một con dao găm còn được thiết kế để có thể chặt cây mở đường, mở các loại thùng đạn dược, giúp những người lính có thể sống sót trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dưới đây là những con dao được đánh giá là nguy hiểm và là món vũ khí cận chiến ưa thích nhất của những người lính. 10. BC-41. BC-41 là loại dao găm có thiết kế kết hợp với nắm đấm thép Knuckle Duster, được sử dụng bởi lính biệt kích Anh khi phục kích hoặc cận chiến trong Thế chiến 2. Con dao có chiều dài khoảng 22 cm, được cầm theo kiểu ngược tay. Với hai lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao trong dài hơn lưỡi dao ngoài. Phần chuôi dao kết hợp với nắm đấm thép có chiều dài 10 cm, phù hợp với nhiều kích thước bàn tay khác nhau. 9. Bush Dagger. Khác với những con dao găm thông thường, Bush Dagger hay còn gọi là dao găm chữ T vì hình dáng khá đặc biệt của nó. Nó được thiết kế đặc biệt để lưỡi dao hướng thẳng về phía trước, trong khi phần chuôi dao được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Do thiết kế đặc biệt nên phong cách chiến đấu của con dao này cũng khác với những con dao găm thông thường. Cách sử dụng của nó gần giống như nắm đấm thép, tuy nhiên có khả năng gây sát thương cao hơn với hai lưỡi dao sắc bén. Bush Dagger có tổng chiều dài 19 cm. 8. SOG Sukhnai 2000. SOG Sukhnai 2000 là con dao cận chiến của lính hải quân với dấu hiệu đặc biệt được khắc trên lưỡi dao. SEALS là một trong những lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất thế giới. Mỗi một người lính SEALS đều phải trải qua một quá trình đào tạo vô cùng khắc nghiệt để tạo nên những chiến binh xuất sắc nhất. Con dao có chiều dài 30 cm, với phần lưỡi dao được sơn tĩnh điện, có thiết kế đẹp với lưỡi cắt dài hơn. Chuỗi dao được làm bằng cao su tổng hợp với bề mặt nhám và các rãnh khoét giúp cảm giác cầm chắc chắn hơn. 7. Faerbinsik. Faerbinsik có thể làm bạn liên tưởng đến một phiên bản thu nhỏ của các thanh kiếm trung cổ ngày xưa mà các hiệp sĩ thường sử dụng. Con dao có chiều dài 19 cm, với thiết kế đối xứng, hai lưỡi dao sắc nhọn. Nó có thể được sử dụng cho các ngón đòn đâm hoặc chém. William Ewart Faerbin và Eric Anthony Sick là những người đã thiết kế ra vũ khí chết người này. Sau đó, nó được sử dụng bởi biệt kích Anh và cướp biển trong Thế chiến 2. 6. Fixation Bowie. Được chế tạo bởi công ty SOG, Fixation Bowie có thiết kế cổ điển và dễ sử dụng. Nó có chiều dài 30 cm, với một lưỡi dao 17 cm, thiết kế liền mạch. Phần chuôi dao được làm từ vật liệu tổng hợp Graton. 5. LHR. Đây là một con dao găm chiến đấu hiện đại, được thiết kế bởi Chris River và William W. Hacker. Nó đã đoạt giải thưởng và được đánh giá rất cao trong một cuộc đánh giá chất lượng các con dao cận chiến trong quân sự. Con dao có chiều dài 30 cm với phần lưỡi dao dài 17 cm và thiết kế chuôi dao đem lại sự thoải mái khi cầm cho người lính. LHR còn đi kèm với bao an toàn đặc biệt mà chỉ có người đeo mới có thể mở khóa. 4. BWACK. BWACK là con dao găm đa chức năng, được chế tạo theo những yêu cầu mới của quân đội. Được sản xuất tại Đức và cũng được sử dụng chủ yếu bởi quân đội nước này. Con dao này được sử dụng phổ biến nhờ tính đa chức năng của nó. Ngoài việc chiến đấu, nó có thể sử dụng để chặt cây, cưa, tuốc nơ vít hay thậm chí mở chai đóng hộp và chai bia. Bên cạnh đó, nó có khả năng chịu nhiệt lên tới 80 độ C, chịu ẩm và nấm mốc cùng với khả năng chống các loại chất hóa học. 3. M93 Ionet. Không chỉ là một con dao cận chiến, M93 Ionet còn được thiết kế để gắn vào súng trường M19 giống như một lưỡi lê. Nó được thiết kế và phát triển bởi Saglia, Mickey Finn năm 1984 tại Mỹ. Con dao có chiều dài 31 cm, với phần lưỡi 18 cm, phần sống dao có thể sử dụng như lưỡi cưa. Chuôi dao được chế tạo bằng nhựa dẻo tổng hợp. 2. Acorn. Acorn là con dao cận chiến được sử dụng bởi quân đội Đức, đạt tiêu chuẩn của NATO. Con dao có chiều dài 35 cm, với lưỡi dao 17 cm, có thể điều chỉnh bằng một ốc vít ở trên chuôi dao. Trọng lượng của nó chỉ khoảng 440 g, khiến con dao trở nên vô cùng linh hoạt. Nó cũng có thể sử dụng đa năng với phần sống dao có thiết kế giống lưỡi cưa. 1. Gerber Mark II. Con dao của hãng Gerber đứng đầu danh sách, tuy nhiên thực chất nó không chỉ là một con dao quân sự. Thiết kế ban đầu của nó là Mark II không được đánh giá cao. Phải cho đến sau này, nhà thiết kế vũ khí Alma của Gerber đã cải tiến con dao với hai đường răng cưa, biến nó thành một con dao đa năng. Gerber Mark II bắt đầu được quan tâm vì có thể sử dụng đa năng và giúp những người lính sống sót trong những hoàn cảnh khó khăn. Con dao dài 30 cm với phần lưỡi đôi 15 cm, được chế tạo từ một khối kim loại đen duy nhất. Cho đến nay, Gerber Mark II được sử dụng rộng rãi không chỉ trong quân đội mà còn trong những bộ dụng cụ sống sót, đặc biệt là được trang bị cho những người nhảy dù hay có sở thích đi săn và cắm trại trong rừng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.